Hà, sao mình lại ở đây? Hãy đợi đó. Xông lên. Cút đi. Bọn chúng đang làm gì đây? Ta sẽ chiến đấu đến cùng. Ôi, hắn ta mạnh quá. Người không chạy thoát được đâu. Tránh xa ta ra. Người dám. Xem ta đây. Người nghĩ mấy thứ này có thể làm gì được ta sao? Đến lúc ngươi phải đi rồi. Dám làm hỏng chuyện của ta, ngươi chán sống rồi à? Không được đụng đến bạn ta. Chúng ta thắng rồi đúng không? Ôi không, Hắc Ly, cậu đâu rồi?